hài lắm quá là mình cũng nghiệm đây. Hôm nay mình sẽ chơi thật cái game này, game tên là Sơn Trang Việt Nam. Ủa? Chưa làm gì? Bẹt. Đó, tuyệt vời. Qua được một cửa. Ủa? Ok. Bẹt. Wow, mình qua được trận thứ hai rồi. Á, mình bất ngờ quá. Quá bất ngờ. Hả? Cái gì vậy trời? Tuyệt vời. Ủa, là siêu. Rồi, hiểu rồi. Đó, rồi qua rồi. Ok, mình đã chuyển sang con nhân vật. Mình quá bất ngờ. Mình quá bất ngờ rồi. Ủa. Bệt. Là sao? Lại bất ngờ. Quá bất ngờ rồi. Quẹ. Ok, bây giờ mình sẽ chinh phục. Ê, sao gỡ rồi? Cửa còi là tan. Tuyệt vời. Có gớt nữa nha. Quá tuyệt vời. Yeah, qua được cái cổng Việt Nam. Sao? Mẹ. Quá tuyệt vời nha. Mình bất ngờ quá mọi người ơi. Game này làm cho mình bất ngờ quá. Tuyệt vời. Sao? Mẹ. Á, quên. Mẹ. Lấy giờ. Ủa, bấm nhảy gọi. Mẹ. Đi đây. Ủa. Quê. Đi đi. Rồi. À. Ồ. Wow, cũng này khó nha. Cần người thử lại. Mình đã thua hơn 90 lần rồi đó. Miếng nữa. Bất ngờ quá. Không ngờ cái game này lại lịch chứ mình bất ngờ tới vậy. Tuyệt vời, cuối cùng cũng qua được màn á. Cho mọi người tới cái màn này. Được tham quan. Hey, ao thật đấy. Bẹt. Sao nó lại làm đến dạng nhỉ? Bẹt. Quá tuyệt vời ra. Trời ơi. What is that? Sao? Gì đây? Ủa? À. Ao thất đấy. Ủa. Ok. Không ngờ. Trời ơi, cái đầu. Nữa rồi. Ồ. Quá trời. Quá trời đó rồi. Wow.
coi mình sẽ thử lại. Chưa làm gì. Đó, rồi nghĩ nè. Ơi, cái heo. Nghĩ đi. Đúng vậy. Đẹp. Ơi, 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 ơi. Chó còi giờ sao đây? Đó, thôi em đi. Hiểu, cầm ngồi nữa không? Cái xe vậy trời. Tuyệt vời. Chó còi giờ sao đây? Đâu sáng nhỉ? Ồ, nhiễm rồi. Bảy. Rồi. Rồi. Cái ly dầu 10 này nè. Ghi chữ ly dầu 10 nè. Chỉ học cái ly dầu 10 nó rớt xuống. Mười mấy. Chị. Đó. Nhảy qua cái cửa. Ok, nhân vật mới. Thôi mình cứ để nhân vật Việt Nam đi. Ơi. Mình không ngờ được. Trời ơi. Rồi, tuyệt vời. Ok mọi người. Đáng yêu vậy trời. Bạn rồi. Ủa, dễ luôn hả? Như này nó sáng tạo vô cùng tận luôn á mọi người. Bảy. Ao thật thế. Đúng rồi. Quên. Tuyệt vời. Rồi. Ok. Rồi. Quá trời quá đất cái game rồi. Tiến hành. Quá tuyệt vời luôn. Đúng rồi. Phản ứng nhanh nha mọi người. Ok mọi người, thì mọi người chị mình đang đua một cái kiểu rất là vô. Ok mọi người. Các bạn hãy đi theo vậy. Để lẻ lên. Để lẻ. Để kịp. Ao thật đấy. Ồ tính ra dễ vậy luôn á. Lấy giờ 16.
mình không biết trước được tương lai rồi. Mình cũng chả biết trước được tương lai. Chị tới đâu rồi? Sao vòng 6 rồi? Em cũng qua 17 rồi. Ớ, nó đi ngược. Tức nhà. Ok. Mình hiểu rồi, mình hiểu rồi. Ủa sao nó gì vậy? Đó. Cơm người. Nhưng này điêu. Ơi lý do này khó chịu vô cùng luôn á mọi người. Gì? Đáng yêu vậy trời. Bây giờ này đáng yêu dễ sợ ra. Chị level mấy rồi? Tuyệt vời. Bắt đầu luôn. Đó. Như thế. Cái level mà trứng nó tròn tròn Việt Nam á. Nó lại. Chơi đi rồi chị hay biết. Chết 59 lần à. Em không biết nữa. Nó đang yêu dễ sợ ra mọi người. Không chết luôn. Nó bất tử rồi. Mà cũng không biết nữa. Đó, phải vậy. Ok, tới cái level này. Lộn. Lộn chiêu thật. Trời ơi, chưa biết chơi dữ mà. Trời ơi, sao nó ghê quá vậy, sao nó ghê cơ. À, em đứng ở đó xong rồi em để đợi cho anh. Em đợi cho nó. Cái đó nó ấy xuống xem. Ồ, nó có thời gian để nó ấy xuống không? Trời ơi, đợi cho nó ấy xuống. Đừng có chạy một mệt. Ý là lúc đầu chạy lẹ lẹ lên. Ờ, à, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ok mọi người, thì bây giờ muốn chả biết hay thay đồ. Chị mới vô qua cái chỗ đó xong nó dễ. Chỗ nó lại đi ngủ rồi. Hả? What is that? Ủa là sao ta? Chị nói dễ mà. Dễ. Dễ dữ luôn ha. Bẹt. Chị tới 2-3 rồi. À hiểu rồi. Trời ơi. Ơ. Nó lại đi ngược. Wow. À, hiểu rồi. Nói hiểu. Bẹt. Không hiểu vậy. Chị ơi.
chơi cái gì vậy? Không rồi. Bẹt. Wow. Đáng ra vậy trời. Cô Trần, đã ăn cô Trần đó. Bẹt. Nó lại như thế rồi. Trời ơi, quá đi. Ơ à, thua mấy rồi nhỉ? Bạn vẫn chết. Ơ à, cầm ơi. Ơ à, nó di chuyển. Mọi người đã chết hơn chục lần. Hơi quá không trúng. Thôi tuyệt vời vậy. Ok, bây giờ mình sẽ vẫn tiếp tục là chắc. À, mình hiểu rồi. Bê. Ông người thế. Ok mọi người, tới level 30 mình sẽ chọn chọn bạc nhem ơi. Bạc ao thử đi mọi người, chắc chắn sẽ có 7 á mọi người. Nhưng mà chắc chắn nó sẽ có 7 á mọi người, nhưng mà mình cũng không biết trước được là nó sẽ ở đâu, về đâu. Game này á chắc hơn quá. Giải cứu, giải cứu, giải cứu. Rồi sao? Ủa chết chúng mấy rồi. Ồ kìa mọi người ơi, hình như mình chết mấy trăm lần. Ồ kìa sao. Ok. 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 Ủa mắt thì chơi sao ta? Mình hiểu rồi mọi người, mình hiểu cách chơi rồi. Bảy. Rồi. Mọi người nên nhớ là phải thua hết 1 tỷ lần mấy tỷ. Phải thua mấy tỷ lần mới biết được. Chắc luôn. Rồi. Ok cái này.
bị gì? Mấy bạn nghĩ là dễ hả? Đâu có dễ đâu. Mấy bạn ơi, mấy cái này không dễ đâu á. Phật trời. Cái này nhảy cao quá à. Mình sợ. Cái chỗ này nó đáng yêu lắm mọi người ơi, nó đáng yêu lắm. Mọi người yên tâm đi, 100% nó đáng yêu vô cùng tận luôn. Không chạy kịp. Không chạy nó. Đó chính là câu trả lời của mình. Không bấm nhảy được. Thật dầu. Rồi hết cái level này mình sẽ bye bye mọi người. Tại sao nhờ? Nó bắt mình bấm. Không được mọi người. Trời ơi chết 100 mấy. Nó bắt phải bấm. Người ơi. Lộn mày. Lộn mày chứ lại. Rồi. Mình phải chơi gì nè. Mỏi như mà lại. Thế này là thế nào? Một thịt chút. Nó bắt mình. Nó nhanh như một con gió vậy mà. Cái này nếu mọi người đụng vô nó lại giảm tốc độ chơi giống mình hồi nãy là được hơn. Rồi. Còn cái này thì nó bắn tóc liên hồi luôn. Ok mọi người. Ok thôi thì cũng bye bye mọi người. Hẹn mọi người ở video sau mẹ ra chụp cho mọi người. Bye. Chúc mọi người có một ngày tốt lành.